ra thì riêng với tôi thì tôi biết được cái việc này từ khá sớm, bởi vì là từ bé thì trước tôi còn có chị gái tôi nữa mà, thế nên là gia đình cũng đã rất là quan tâm đến cái việc này, là sau khi mà chữa trị cho chị gái của tôi, chữa bệnh cho chị gái của tôi rất là nhiều năm nhưng mà không thành công. Thì sau đó đến đến lượt tôi là con thứ hai của gia đình, thì bố mẹ vợ và kể cả ông bà nữa cũng đã rất là quan tâm và đi gặp các thầy thuốc, cho đến khi mà mình biết được là mình là một nạn nhân chất độc da cam thì ngày nhỏ. Học mới là mới học thôi, nhưng mà sau cháu lại chuyển lên tỉnh làm. Chuyển lên tỉnh làm được mấy tháng thì các chị đi lấy chồng toàn người ở xa mới bảo. Hàng tháng thì cháu cũng được lương. Ở đây thì cô hỗ trợ phần lớn, là cô hỗ trợ nhiều, còn cháu làm như đối người khuyết tật thì làm thì không không thể làm mà đủ ăn được, con như người bình thường thì còn không đủ ăn nên người khuyết tật. J'ai aussi mon mari qui était mort en 1980 par l'agent orange. Les soldats qui retournent du sud sous les bandages aussi, quand ils retournent, ils donnent naissance à des monstres. Les vétérans américains, on donne naissance à des handicapés, des maladies, des malformations. Il y a des questions que les jeunes volontaires qui travaillent, qui doivent travailler dans le ravitaillement et sur la route de Ho Chi Minh, il y a des problèmes de santé. À Ninh Bình maintenant, il y a une section qui reçoit tous les jeunes qui retournent. Đây là đang hết mùa rồi Vân ạ, không còn nấm nữa, cho nên là đang là dọn. Đây ra cho các em đứng. Đấy, con bê vào, con bảo con bê vào đây. Anh bảo cho cháu bê ra, đúng rồi. Con bảo con bê ra, con xếp ra đây. Đấy, bác sẽ hợi bê cho con xếp ra đây. Đây con bê cứ để có lấm đi. Ơ cái này nào. Cái tôi làm hàng ngày gần để hỏi. Còn về công ty cổ phần T và B thì năm 2006 là chị em chúng tôi là quyết định là coi như thành lập công ty để coi như là có một cái tư cách pháp nhân để chị em hoạt động. Thế thì bây giờ cũng toàn bộ là những chị em
trong huyện Yên Khánh là 195 chị, là coi như là ở Trường Sơn, và đang trong cơ thể là đều bị nhiễm chất độc dioxin. Đấy thì chị em chúng tôi là thành lập cái công ty cổ phần TFB. Giữ được cái mô hình này tới đây, tức là bây giờ là coi như được huyện và tỉnh quan tâm là cấp đất 50 năm trên diện tích là coi như là 4.207 m2. Đấy, và rồi là chị em sẽ tiếp tục từng bước một là có những cái nguồn huy động nguồn vốn từ các nơi, từ bạn bè xa gần, anh em, rồi là đồng đội, rồi là các nước trong nước và ngoài nước, để chị em coi như là sẽ đi vào cái xây dựng cơ sở hạ tầng và có vốn để làm ăn. Đấy, để tạo điều kiện cho coi như là chị em ở Trường Sơn để gặp gỡ nhau hàng năm, rồi là động viên nhau trong cái cuối đời còn lại. Đấy là cái nguyện vọng của tôi và của chị em. Thì bản thân tôi cũng cố gắng hết mọi mặt cái tâm của mình. Tên tôi là Nguyễn Thị Vọng, quê sinh ở Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình. Tôi đi năm 1965. Lúc bây giờ thì tôi mới có 16 tuổi. Thế là cũng khai tăng lên 2 tuổi để đi. Thế đến khi vào đến nơi thì cũng là làm đường, bắt đầu là mở tuyến đường Trường Sơn đầu tiên ấy. Mất kinh thì chúng tôi vào đến 1 năm là mất kinh thôi. Cũng chỉ biết là như vậy lễ mừng ấy, để bảo thôi khỏi phải khỏi về đi, phải về thế này thế khác đấy. Chỉ còn mỗi một lần có kinh ở trên đường đi thì đi hành quân khổ lắm. Không có nước. Mừng ấy chứ, bảo vậy không biết đâu. Mừng ấy, bảo may quá tháng này không có, không thấy. Thế là mừng chứ có phải là biết nó như thế này đâu, có biết là cái chất độc màu da cam nó lại tác hại đến bây giờ con người. Đến bây giờ về người ta bảo chất độc, biết chất độc đi chứ. Không có. Cứ sau vào được một năm với vài tháng mà mất kinh thì chị em mừng ý. Bảo rồi cơ bản là nước không có, mọi cái nó khó khăn. Khỏi về giặt rũ. Vâng, khỏi về giặt rũ, vệ sinh. Vậy là cuối cùng là mừng, nhưng không biết rằng là nó lại tác hại đến cái việc là chất độc màu da cam. Lúc đầu chúng tôi vào chiến trường thì chỉ nghĩ là chất độc hóa học, không nghĩ chất độc hoa da cam. Nhưng sau đó là nhà nước mình công bố chất độc da cam mới biết, mà không biết được mà chỉ nên là tất cả là chị em vào rụng chọc hết cả đầu, rụng chọc đầu không còn một cái tóc nào trên đầu, còn những chị mà coi bình thường cũng rút được ra tóc hết cả, mùi thơm mắt trắng và mắt trắng môi thơm, rồi sức rét ác tính. Vào những cái quả đồi coi như là chỉ có cây đen thôi, còn trắng đốt cháy trụi hết cây đen. Tất cả những quả đồi chọc là coi như là chỉ có cái thân cây đen thôi, cho nên là vào là một thời gian. Và các bà này nguyện đòi đổi âm thanh, bà Thanh thì tức sắp chết. Âm Thanh nhá. Bà Thanh bảo không có chơi. Thanh bà đổi âm thanh. Bà Thanh ở. Bà Thanh cao nhá. Thì hẹn với nhau là khi chiến tranh kết thúc thì chúng tôi sẽ nên vợ nên chồng. Anh sẽ dẫn tôi về quê anh này, cho tôi vui, cho tôi mến phục để bù đắp lại những chuỗi ngày thương đau. Nhưng đến khi chiến tranh, tôi sẽ trở thành người vợ, người mẹ tương lai sớm hôm trên đồng quê. Nhưng đến khi chiến tranh kết thúc thì anh vĩnh viễn ra đi, không trở về. Thì đến bây giờ là tôi sống đơn thân, sống một mình ở quê. Rồi. Là về cái cơ sở vật chất hạ tầng thì chúng tôi còn đang khó khăn, cho nên là không dám nhận người. Nhiều chị muốn là đi làm hoặc nhiều cháu muốn đến làm, nhưng thực tế ra bây giờ nhà xưởng chưa có, công việc thì vốn liếng là chưa có để mà làm, cho nên là phải cố gắng để dần dần rồi sẽ tạo được việc làm cho nhiều người. Đấy là cái ước nguyện của chúng tôi, bây giờ là 20 đến 30 người lao động, nhưng tới đây là chúng tôi sẽ là từ 50 lao động trở lên cho đến là 200 hộ gia đình là sẽ làm hàng để cho chúng tôi là bao tiêu đầu vào và đầu ra. Đấy là của chị em chúng tôi là sẽ coi như là một đó là nấm, hai nữa là cây đu đủ, ba nữa là cây khoai lang Nhật, bốn là cà chua, năm nữa là ngô ngọt. Đấy, và một số cây trồng khác về thực phẩm chức năng. Để là chúng tôi sẽ có đầu ra và bao tiêu toàn bộ đầu ra và cộng với đệm coi như là coi là con bé bé các yeah. Cháu là coi như là về làm, nhưng mà thực tế là các cháu
là một nữa là coi như về thần kinh, hai nữa là về coi như là mất trí nhớ đấy, thì là coi như hoặc là chân tay là run rẩy đấy, bị chất độc màu da cam như cháu Vân này là rất là nặng, rồi cháu Tiến thì là coi như là cũng vậy, các cháu đều bị thần kinh và bệnh tật hết, cho nên cháu Hường cũng vậy thôi nhưng mà không biết gì cả. Thì sau khi cháu mà sinh ra như thế này thì gia đình nhà tôi là rất là khó khăn, bởi vì là cháu thì cứ đưa đi bệnh viện liên tục cho nên là rất là khó khăn, hoàn cảnh thì ông nội của cháu cũng yếu cho nên là có một mình từng vậy rồi là cháu nội đây thì đẻ bố cháu đẻ được đứa thứ hai thì trong đầu nó cũng có hai cái sừng lên như là hai cái còng bò, cho nên là gia đình nhà tôi cũng càng khó khăn hơn, thì là đưa cháu đi Hà Nội rồi. Ôi đẹp biết bao em là cô gái Trường Sơn, sao thật đáng yêu em là cô gái Trường Sơn. Ý, hay quá. Quay vô tay các bạn ơi. Chẳng mi nó ta ta chỉ cái lăng cờ rơi trong đoàn chỉ dây ta chỉ lăng tơ càng cả ra mi băng băng gì bay mùa lo lo lăng tơ chỉ ta băng ở cha cơ mi mùa cả sẽ lăng nia lăng gì mà ta lấy chuối hoặc lấy sắn, lá sắn. Hôm nay có món lá sắn đủ đặc sản mới ăn ngon. Biết sang Pháp cũng xin coi chưa? Mà làm chuối nữa. Ủa trời đấy. Đang lấy. Thôi, cháu xin. Đây ra hết cái túi này sao? Thôi, anh em chỉ lấy ít thế này thôi. Để ở đĩa này thôi. Tôi tên là Phạm Thế Minh. Hiện thì tôi đang sinh sống ở thành phố Hải Phòng. Là con của hai người lính. Bố mẹ tôi đã từng ra chiến trường và chiến đấu ở chiến trường Đông Hà, Quảng Trị. Và không may thì bị nhiễm chất độc da cam. Và sau đó thì tôi đã bị ảnh hưởng chất độc từ người bố của tôi. Thank you.
Trước đây thì khi sinh ra thì tôi đã bị cái cảnh tật nguyền này, thì lúc nghĩ là tôi nghĩ là chỉ là do cái số phận của mình. Nhiều người ở Việt Nam nghĩ là có khi là do là kiếp trước ông bà ăn ở như thế nào nên là con cháu phải gánh chịu như vậy. Nhưng đến năm 2000 thì khi mà đi xác định y tế ở cái bệnh viện đa khoa của huyện An Dương thuộc thành phố Hải Phòng thì chúng tôi vỡ nẽ là chúng tôi bị nhiễm chất độc da cam mà từ những chất độc mà do quân đội Mỹ đã giải xuống ở chiến trường miền Nam mà bố tôi đã trực tiếp tham gia chiến đấu. Nó thích cái cảnh nó không phải là thích cái cảnh mà nó thích cuộc sống như này. Massacre massive surtout ce n'est pas dans l'armée dans la bataille mais des générations innocentes des civils des femmes des enfants qui ont mort par la génocide hein, par l'écocide. Cái này là thế này, đây cái này là của ông Lê Bà Đảng cho tôi, đây một cái đây này, Lê Bà Đảng. Và cũng có những người nạn nhân khác thì khi mà biết được cái đó người ta có ý định là giấu giếm hay là không có muốn cho những người khác biết rằng tôi là nạn nhân của chất độc da cam, bởi vì người ta sợ rằng là sau đấy sẽ khó lập gia đình. Thành những bố mẹ của các thanh niên khác sẽ rất là khó để mà cảm thấy mình tàn tật, nhưng mà nhiều lúc cháu nghĩ là mọi người nhìn cháu trông cháu tay chân như này mà cháu làm như người bình thường, cháu mọi người kiểu đánh giá cháu thế cháu cũng tự hào. Cháu cảm thấy cháu vui sướng mà mọi người không nghĩ cháu là người ăn cơm ngoài đời. J'ai fécondé 4 enfants, mais il ne reste que 2. 2 sont perdus, et aussi mon mari. Je suis veuve, et mon frère et petit sont orphelins, parce qu'il retourne, il travaille toute sa vie dans la bataille. Et quand ils retournent, je crois que c'est l'heure de bonheur. Mais immédiatement, il est attaqué par un cancer hépatique aigu. Et il est mort 6 semaines après. Chiến tranh thì cũng đã đi qua rồi, mấy chục năm rồi. Nhưng thực sự là cái hậu quả nó để lại quá nặng nề cho rất nhiều những nạn nhân của Việt Nam. Hiện nay là có khoảng hơn 3 triệu nạn nhân, người có thể là bị nhiễm trực tiếp hoặc là gián tiếp thông qua những người lính đã tham gia chiến trường, hoặc là những người dân sống ở những vùng mà bị giải chất độc và bị ảnh hưởng. Đủ chân, đủ tay mà người ta đi vững mà mình không đi vững thì tủi thân, chỉ có khóc thôi. Mà cái hồi đấy cho học lên cấp 2 thì các bạn kiểu nhìn thấy tất cả xã ấy, chỉ có mình cháu thôi bị tay chân như này, người ta cứ xuống quanh để xem. Cháu là gia đình bỏ chứ không học nữa mà cố quyết tâm để học. Ra mình có thể sống được bằng chính cái nghề mà mình đã chọn. Thì bản thân tôi là người bị nhiễm chất độc nha, thì tôi có cái ý thức cũng rất là cao, đó là những gì thuộc về quá khứ thì chúng ta cũng nên khép lại, nhưng cái hậu quả của nó là rất rõ ràng, rõ rệt, và chúng ta không thể chối cãi. Quân đội Mỹ và chính phủ Mỹ không thể chối bỏ những cái hành động mà họ đã mang đến, gây ra cho những người dân Việt Nam. Children.
cờ lô môn. Con Ness là Việt Nam. Con Ness là sac, là sacrifice des générations de jeunes filles qui ne peuvent pas être mères, femmes et des, aussi des jeunes enfants descendaient des héros, des gens qui sont sacrifiés pour sauver la paix.